những nguyên liệu như bạn cần là một tờ giấy hình chữ nhật. Tiếp theo khi bạn gấp đôi tờ giấy lại, xếp sao mà cho hai phần dưới này nó sẽ bằng nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh PA Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.